Ở đây mua thịt bò cho mấy bé trăm mấy chục ký hả anh? Trăm mấy chục ký hả? Em không biết. À. Có anh làm việc với... Ở này có trăm mấy chục ký hả? Có anh làm việc với anh? Rồi. Em mới nhận hàng vậy thôi. Nhờ chị Hà Lý Châu mua giùm mấy cô chú, nó rẻ mà ngon. Dạ. Cảm ơn chị Hà Lý Châu. Vô con.